Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Tôi sẽ ở nơi tất cả Pháp đắc được môn không chứa ngại, vì biết tất cả chứa ngại là bất khả đắc. Tâm đó như vậy không có nghi hoặc, trụ tánh chân thật cho đến thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi phát tâm đó thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ 8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy tôi nên biết tất cả pháp đều là pháp xuất thế gian xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo dùng một trang nghiêm mà tự trang nghiêm nhưng không có sự trang nghiêm nơi đây tự thấu rõ không do người khác mà ngộ được khi phát tâm này thì quyết định không nghi nếu sinh tâm nghi thì không có lý đó là phát tâm không nghi thứ chín Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở nơi tất cả pháp thành tối tránh giác. Vì lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, vì được trí một niệm tương ưng, vì là một hoặc là khác đều bất khả đắc. Vì lìa tất cả số vì rốt giáo vô vi, vì lìa tất cả lời nói vì trụ cảnh giới bất khả thuyết. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì đối với tất cả Pháp, tâm không nghi hoặc. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 Pháp không thể nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là tất cả căn lành không thể nghĩ bàn, tất cả thệ nguyện không thể nghĩ bàn, biết tất cả Pháp như huyễn không thể nghĩ bàn, phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh, căn lành không mất, không có sự phân biệt, không thể nghĩ bàn tuy vào sâu tất cả pháp cũng không thủ lấy diệt độ vì nhờ tất cả nguyện chưa thành tựu viên mãn không thể nghĩ bàn tu Bồ tát đạo mà thị hiện hàng thần nhập thai đản sinh xuất gia khổ hạnh đi đến đạo tràng hàng phục chúng ma thành tối tránh giác chuyển bánh xe tránh pháp vào bát niết bàn thần biến tự tại không có ngừng nghỉ không xả bỏ bi nguyện cứu hộ chúng sinh không thể nghĩ bàn tuy hay thị hiện mười lực của như lai thần biến tự tại mà cũng không xả bỏ tâm pháp giới giáo hóa chúng sinh không thể nghĩ bàn biết tất cả pháp vô tướng là tướng tướng là vô tướng không phân biệt là phân biệt phân biệt là không phân biệt chẳng có là có có là chẳng có không làm là làm làm là không làm chẳng nói là nói nói là chẳng nói không thể nghĩ bàn biết tâm đồng với bồ đề biết bồ đề đồng với tâm tâm và bồ đề đồng với chúng sinh cũng chẳng sinh tâm điên đảo, tưởng điên đảo, thấy điên đảo, không thể nghĩ bàn. Trong niệm niệm vào diệt tận định, hết tất cả lậu mà không chứng thật tế, cũng chẳng hết căn lành hữu lậu, tuy biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu hết, cũng biết lậu diệt. Tuy biết Phật Pháp tức là Pháp Thế Gian, Pháp Thế Gian tức là Phật Pháp, mà chẳng ở trong Phật Pháp phân biệt Pháp Thế Gian, chẳng ở trong Pháp Thế Gian phân biệt Phật Pháp, vì tất cả các Pháp đều vào Pháp giới, mà không chỗ vào vì biết tất cả Pháp đều không hai không biến đổi. Đó là không thể nghĩ bàn thứ 10.